Chào các bạn, mình đã gắn cái sợi dây vào cái iPhone 6 cộng của mình. Thì sau khi mình gắn như vậy thì mình cầm cái điện thoại mình chụp hình, mình cảm thấy mình rất là an tâm. Cũng như là mình có thể hạn chế được cái khả năng là mình bị giật điện thoại. Thì trước đây những cái điện thoại của Sony được trang bị cái thiết bị sẵn để gắn, cũng như là cái Lumia 1020. Những cái điện thoại mà chụp hình nhiều thì nó được, hoặc là những cái máy hình thiết kế cái ngàm để gắn. Nhưng mà ở iPhone 6 cộng này thì nó không có, nên là mình phải chế. Thực chất là mình không chế gì nhiều cả, mình chỉ cần mở cái máy ra, sau đó mình móc cái sợi dây vào trong cái đường của cái loa này. Thì sau khi mình làm xong thì loa vẫn hoạt động bình thường và nó được móc vào một cách rất là cứng, cũng như không thay đổi gì về cái máy cả. Mình không quan lỗ, mình dùng cái lỗ loa có sẵn. Nói là như vậy, nhưng mà mình phải bung máy ra, cũng như mình sắp xếp lại cái màng loa chỗ này. Mình cắt đi một chút xíu cái phần màng loa. Bây giờ mình sẽ mở ra để cho các bạn xem một chút xíu là mình làm thế nào. Cái điều này rất là phức tạp, các bạn có thể nên nhờ đến cái cửa hàng điện thoại họ làm, các bạn không nên làm tại nhà. Và có khả năng là máy các bạn sẽ không được bảo hành. Thì trước tiên các bạn tắt máy đi, sau đó các bạn gỡ hàng ốc ở dưới ra. Thì bây giờ mình sẽ mở ra để cho các bạn xem là mình đã làm gì, và từ đó là các bạn có thể biết được rằng là các bạn có quyết định làm nó hay không. Dĩ nhiên là cái việc mà gắn cái sợi dây này nó mang lại lợi ích rất là nhiều. Thì cái gì nó có lợi ích thì nó sẽ có cái các bạn phải hy sinh. Có tổng cộng là 8 cái lỗ loa ở trên cái iPhone 6 cộng, và mình đã quyết định là dùng 2 cái lỗ loa cuối cùng. Tức là khi mình nhìn cái 8 cái lỗ loa đó, mình nghĩ là mình có thể nhét được cái dây vào đây. Và mình đã bung cái máy ra như thế này. Và sau đó mình đã luồn 2 cái sợi dây vào 2 lỗ loa cuối cùng. Và nó có một cái trở ngại nhỏ, đó là cái màng loa. Cái thanh mà đụng chứa cái màng loa, không phải là màng loa, là cái màng che bụi á, thì nó che hết 8 cái lỗ, nên là mình phải cắt ngắn nó đi. Cắt ngắn đi 2 lỗ, tức là còn 6 lỗ đó. Và sau khi cắt ngắn xong thì mình luồn sợi dây vào và mình gắn cái loa lại được. Thì sau khi các bạn luồn vào thì các bạn cho nó chui qua như là các bạn luồn dây bình thường thôi, và nó đã rất là hoàn hảo ở cái chỗ đó. Sau khi mà luồn vô 2 cái lỗ thì các bạn có thể luồn dây như vậy. Cái việc này mình xin nhắc lại, nó đòi hỏi chúng ta phải rất là kỹ, cũng như là các bạn cần nên ra cửa hàng điện thoại di động, cửa hàng mà hay sửa điện thoại hay sửa iPhone họ làm thì hay hơn và làm nó an toàn hơn chúng ta. Đó, các bạn siết vào như vậy. Cái khung sườn của cái iPhone 6 cộng rất là cứng. Đó, đó, vậy là coi như mình đã móc xong sợi dây vào rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là gắn lại những cái thành phần mình gỡ ra là xong. Ví dụ như để mà gắn cái đó thì mình phải gỡ cái loa ra. Sau bây giờ mình gắn cái loa lại, một số cái kết nối linh tinh gì đó.